Mình đã từng chơi game rất là nhiều. Mình làm video này bởi vì càng ngày những tệp người xem của mình nó càng trẻ. Và mình tin là các bạn trẻ nên nghe clip này nếu các bạn đang nghiện game, chơi game, các bạn đang hoang phí cái tuổi trẻ của các bạn và các bạn đang không biết mình muốn làm gì trong tương lai thì hãy xem hết clip này. Nếu tất cả các bạn đều là những người chơi game, đã từng chơi những game như kiểu Kiếm Thế, Thiên Long Bát Bộ hoặc là những cái game mới như bây giờ, cày level, thăng cấp, các bạn đều nhận ra một điều ấy, là nó rất giống cái cuộc sống này. Ví dụ nếu các bạn chơi game ở trên stream, các bạn sẽ xem và các bạn sẽ biết được là các bạn bỏ bao nhiêu thời gian của các bạn vào cái game này và vào cái nhân vật của các bạn. Và sẽ có một vài người ở đây sau khi họ xem đấy, họ sẽ nhận ra là họ bỏ quá nhiều thời gian vào cái nhân vật đó. Thì đầu tiên chúng ta nên nói tới là tại sao chúng ta lại thích chơi game. Các bạn đã bao giờ nghĩ tại sao mình đã thích chơi game chưa? Nó đem lại những cái cảm xúc gì cho các bạn? Nó đem cho các bạn sự chiến thắng, nó đem cho các bạn sự thất bại, nó đem cho các bạn sự cạnh tranh và các bạn thích nó. Và phần lớn 90% các bạn thích chơi cái game đấy bởi vì các bạn thích cái câu chuyện đấy, các bạn thích cái hành trình đấy, các bạn thích muốn xem cái nhân vật của mình trong tương lai sẽ trở thành ai. Các bạn muốn đạt được sự chiến thắng, các bạn muốn đạt được sự thất bại và rồi các bạn làm lại. Chẳng phải đấy là lý do bạn chơi game sao? Và đấy cũng là lý do tại sao trong quá khứ mình chơi game rất là nhiều. Nếu trong một ngày mình không làm gì, ví dụ mình đi về, mình đi học về, mình đi làm về, bất kỳ những lúc nào mà mình rảnh thì mình chọn chơi game bởi vì mình gọi đấy là giải trí. Nhưng mà sau này mình mới nhận ra ấy, cái giải trí đấy chính là mình đi tìm kiếm cái cảm giác chiến thắng, mình tìm kiếm cái cảm giác được đấu tranh, mình tìm kiếm cái cảm giác được thăng tiến, được phát triển, được đạt được một cái gì đấy. Đấy là những cái cảm giác mà khi mình đi làm, mình đi rót cà phê hoặc là khi mình đi học rất khó mà mình có thể đạt được. Nhưng mình đã đạt được nó rất là dễ ở trong game. Có những người thích chơi game là bởi vì họ là chủ của một bang hội ở đấy và họ được tôn trọng. Có những người thích chơi game bởi vì họ là những người chơi game rất là giỏi và được rất nhiều người biết tới. Và có những người thích chơi game bởi vì đấy là cái thế giới mà họ muốn sống. Và các bạn cũng hãy nhìn là các bạn đặt ra rất nhiều mục tiêu khi các bạn chơi game. Mình sẽ đạt được cái rank này, mình sẽ đạt được cái này, mình sẽ đạt được cái kia. Thì chẳng phải cuộc đời này nó cũng sẽ hoạt động như vậy sao? Chúng ta rất thích chơi game bởi vì thật ra nó rất giống cuộc đời. Và ngày xưa mình đã từng có một quãng thời gian mình chơi game rất nhiều. Mình chơi game LOL và mình bán CSGO và mình cày một cái game ngày xưa nó cái tên là Dragon Ika. Và gần như mình bỏ toàn bộ thời gian của mình vào những cái game đó. Về LOL và CSGO nó như kiểu là những cái liều thuốc nhanh vậy. Ví dụ nếu các bạn muốn cái sự căng thẳng, nếu các bạn muốn được chiến thắng, các bạn muốn được thất bại gì đó một cách nhanh thì thường các bạn sẽ chơi những cái game đấy. Còn ví dụ như Dragon Ika, mình phải cày một thời gian rất là dài và khi game nó đóng cửa thì thú thật là hồi đấy mình đã rất là buồn. Cái cảm giác hồi đấy nó giống như mình mất đi một cái cuộc đời mà mình chưa bao giờ có ấy. Mình có những người bạn trong game, mình có những hành trình của mình trong game, mình có những cái thành tựu mình đạt được ở trong game. Và tất cả mọi thứ nó biến mất khi game ấy bị xóa đi. Và rồi cái điểm thay đổi đấy chính là cái năm mà mình 18 tuổi. Mình bắt đầu hiểu ra cái sức mạnh của đồng tiền. Mình bắt đầu hiểu là cái đồng tiền nó quan trọng đến thế nào trong cái cuộc sống này. Và cái ranh giới giữa một người có tiền, cái thế giới mà một người có tiền thấy và một người không có tiền thấy nó khác nhau hoàn toàn. Cái ranh giới giữa một người phải tiết kiệm cả một tuần để được đi ăn ở một chỗ nào đấy với những người còn chẳng thèm đi ăn ở chỗ đấy nó khác nhau hoàn toàn. Và đấy là lúc mình thật sự mình nhìn lại vào cuộc đời mình. Mình đã từng đi làm cà phê và hồi đấy cái việc mình đi làm cà phê gần như nó không đem lại cái gì cho mình hết. Mình chỉ biết là mình cần phải ở nơi này làm việc này trong vòng từng ngày tiếng để nhận từng ngày tiền. Và đối với mình hồi đấy, mình nhìn cái công việc đấy nó như kiểu một sự tồn tại. Mình làm nó để mình tồn tại được. Nó như kiểu các bạn đi làm để các bạn có tiền điện, để các bạn có thể nuôi máy tính của các bạn, để các bạn có thể chơi game ấy. Thì hồi đấy mình nhìn nhận nó như vậy. Và rồi mình nhận ra là ồ, bây giờ một ngày mình chỉ có từng ngày thời gian. Mình đi làm từng ngày tiếng, mình ngủ từng ngày tiếng. Và rồi khi mình đi làm về, mình chơi game, mình bỏ thời gian vào game, bỏ thời gian vào những cái nhân vật ở trong game, những cái thành tựu trong game. Thế thì mình còn lại bao nhiêu thời gian cho mình? Và thực sự mình cũng không hiểu tại sao, và mình tin là cũng có nhiều người đang xem video này cũng không hiểu tại sao nốt. Là tại sao chúng ta không nhận ra là cuộc sống này chúng ta cần phải bỏ thời gian vào nó. Các bạn bỏ 5 tiếng mỗi ngày, 8 tiếng mỗi ngày, 12 tiếng mỗi ngày vào game và các bạn trở thành một ai đó. Thế hãy tưởng tượng nếu các bạn bỏ 5 tiếng mỗi ngày vào các bạn, thì các bạn nghĩ sau thời gian các bạn còn ở cái nơi mà các bạn đang không muốn ở không? Và vì mình nhận ra điều đó, và mình nhận ra là mẹ trong game của mình, dù mình có cố gắng đến mấy, mình cũng chẳng bao giờ thắng được những thằng nó có tiền, những thằng mà nó nạp khoảng bao nhiêu tiền vào game. Và chúng nó sẽ là nhân vật chính của cả toàn server. Và chúng ta, đúng nghĩa chúng ta chỉ đi loanh quanh, chúng ta tận hưởng cái cuộc sống của chúng ta ở trong game đấy thôi. Và đối với mình thì mình không muốn điều đó. Mình muốn là một ai đấy. Và tất cả chúng ta, mình tin tất cả chúng ta ở trong chúng ta, ai đang xem clip này cũng muốn là một ai đấy. Muốn là một cái ai đấy trong game, muốn là một ai đấy ngoài đời. Bởi vì nếu không thì các bạn đã chẳng xem đến đây. Thì các bạn hãy nghĩ nghiêm túc mà xem, một ngày các bạn bỏ được bao nhiêu thời gian vào cái nhân vật này? Một tiếng? Hai tiếng? Hay là không một tiếng nào? Bạn bỏ bao nhiêu thời gian để cày level
cho chính cuộc đời các bạn. Nếu các bạn nhìn ra ngoài kia ấy, sẽ có những người họ đi làm hai công việc, ba công việc. Đương nhiên, có những người kiệt sức, chết, có những người bỏ cuộc sau một khoảng thời gian. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn nhận, những người ấy mà họ làm việc và bỏ vào cuộc đời họ nhiều thời gian hơn, cái mức tồn tại đến một lúc nào đấy, họ cũng đều có thể thoát ra được. Đương nhiên, đấy là một hành trình khó khăn. Nhưng bởi vì nó khó, thế nên nó mới tạo ra được những điều kỳ diệu. Những cái việc dễ dàng ấy, nó không bao giờ tạo ra được những thay đổi lớn. Nó như trong game ấy, các bạn đánh những con boss khó thì các bạn mới lên được level. Có những người chơi game họ còn bỏ cuộc mà. Có những người chơi game thấy khó quá họ cũng bỏ còn gì nữa. Thì cuộc đời này cũng vậy. Nếu mà mình hỏi nhiều người ở đây, các bạn có muốn chơi game cuộc đời này không? Có nhiều người sẽ trả lời là không, bởi vì nó khó quá. Bởi vì ngoài kia có những thằng nó đẻ ra thôi, nó đã ở cái level mà chúng ta không bao giờ tới được rồi. Nên có rất nhiều người bị nản chí, nên có rất nhiều người họ chọn trốn vào game, bởi vì họ tin vào một điều là dù họ có cố đến mấy, họ cũng không bao giờ trở thành một ai đó trong cuộc đời này. Và điều đấy là điều vô cùng hại. Bao nhiêu lần các bạn thất bại trong game và các bạn làm lại? Hãy nghĩ mà xem, nó có nhiều hơn số lần các bạn thất bại ngoài cuộc đời và các bạn làm lại không? Mình tin là có. Game nó như kiểu một bản tua nhanh của cuộc đời ấy. Các bạn có thể đạt được cái level cuối cùng chỉ trong vài tháng, nhưng cuộc đời các bạn cần 70 năm. Và mình tin là cũng có những người ở đây đã chơi game tới level cao nhất. Và các bạn sẽ nhận ra là mọi thứ các bạn làm thật là vô nghĩa. Đến đây rồi, rồi mình đi đâu nữa? Và mình tin nhiều người cũng đã giác ngộ ra là ồ, đến đây rồi, giờ mình phải chơi cái game này. Có nhiều người ấy, họ muốn một cuộc sống tốt hơn, họ muốn được sự thay đổi, họ muốn là cuộc đời họ sẽ khác ngày hôm qua, nhưng họ không hề bỏ thời gian vào bản thân họ, thì làm sao họ có thể thay đổi được? Nếu các bạn không chơi game thì tại sao các bạn có thể level up được? Ngoài kia có những thằng nó có thể dùng tiền, nó có thể đẻ ra đã là con của tỷ phú, triệu phú, nhưng phần lớn chúng nó không phải là chúng ta. Chúng ta sẽ có hành trình của chúng ta. Và có nhiều người họ hỏi, ủa, mình có nên làm này không? Mình nên làm cái kia không? Các bạn chơi game ấy, các bạn luôn luôn phải chọn cái vị trí của các bạn trước. Tức là các bạn chọn cái con đường mà các bạn sẽ phát triển lên. Các bạn muốn làm cung thủ, các bạn muốn làm chiến binh, các bạn muốn làm sát thủ. Mình hiểu là mình phải chọn một cái hướng nào đấy để mình đi, thì mình mới đạt được cái thứ mà mình muốn. Nó như kiểu ấy, là các bạn lúc nào các bạn cũng muốn là tôi muốn trở thành một ai đó, tôi muốn này, tôi muốn cái kia. Tôi muốn giàu. Giàu là bao nhiêu tiền? Giàu là các bạn có gì? Là bạn làm việc gì? Là bạn ở đâu? Làm nào để các bạn giàu? Tự nhiên tiền rơi vào tay các bạn à? Hay các bạn sẽ trở thành người edit video giỏi nhất? Các bạn trở thành người bán hàng giỏi nhất? Các bạn trở thành người nói giỏi nhất? Các bạn trở thành người chơi cái gì đấy giỏi nhất? Làm thế nào để các bạn giàu? Tại sao các bạn có thể đạt được điều các bạn muốn mà các bạn còn chẳng biết nó là điều gì? Trong tất cả chúng ta, ai cũng biết một điều sự thật là gì? Là bạn phải giỏi ở một cái gì đấy thì bạn mới có tiền. Nhưng mà phần lớn chúng ta chỉ ước tới cái bước ấy là thế giới ơi hãy cho tôi tiền mà thôi. Thế nên cái tờ vé số nó mới bán chạy tới như vậy. Và tin tôi đi, tất cả những người ngoài kia, kể cả các bạn đi làm văn phòng hoặc là làm bất kỳ điều gì, tôi tin là khi các bạn đi làm về để các bạn có thể thăng chức, các bạn cũng bỏ thêm 1-2 tiếng vào công việc để các bạn có thể thăng tiến và làm việc tốt hơn, đúng không? Hoặc là trong bất kỳ vấn đề gì, ví dụ nếu các bạn làm barista, pha cà phê chẳng hạn, có rất nhiều người khi họ đi làm họ pha cà phê và rồi họ về họ sẽ có một cái đam mê, một cái gì đấy. Tức là họ có một cái ước mơ đạt được một cái thành tựu gì đó. Thế nên họ bỏ thêm thời gian vào, họ ngồi nhà, họ vẫn pha cà phê. Và những người đấy lại là những người thành công. Những người đấy sẽ là những người sẽ đạt được cái điều mà người ta muốn, bởi vì người ta bỏ thời gian vào nó. Các bạn không thể ngồi và nghĩ là mình sẽ trở thành ai đó được. Các bạn phải cày. Nhưng mà đôi khi cuộc đời nó sẽ hoạt động như này. Nó sẽ giống trong game thôi. Nếu bạn đã từng chơi những cái game cày level, các bạn sẽ biết là nhiều lúc ấy, level 70 nó hết mẹ nhiệm vụ rồi. Nó hết nhiệm vụ chính rồi. Nhưng mà các bạn phải đạt đến level 80 các bạn mới có nhiệm vụ mới. Ai chơi game cũng sẽ đều biết điều này. Thì từ level 70 đến level 80 các bạn đéo biết các bạn sẽ phải làm gì cả. Có người thì đi farm, đi cày mỗi ngày. Nó giống như các bạn đọc thêm sách hoặc là học thêm một cái kiến thức gì đấy. Có những người thì đi nhận những cái nhiệm vụ mới, nhận những cái nhiệm vụ phụ ABC, cố cày và lên cấp. Tức là sẽ đến một giai đoạn nào đấy trong cuộc đời, các bạn sẽ phải tự tìm ra cái con đường để có thể lên cấp. Cái thế giới này nó sẽ không vẽ ra cho các bạn nữa. Sẽ đến một level nhất định, đấy sẽ là hành trình của riêng các bạn. Và mỗi người sẽ có một cái cách lên cấp khác nhau. Và đây cũng chính là giai đoạn sẽ thanh lọc ai sẽ là người bỏ cuộc và ai sẽ là người đạt được cái level đó và tiếp tục cuộc hành trình. Cuộc đời này thanh lọc rất là tàn khốc. Có những người nghèo và họ mãi nghèo là cuộc đời. Có những người giàu và bằng một lý do ở đấy họ trở nên nghèo và chết trong nghèo. Và đương nhiên cũng có những người nghèo bằng một cách nào đấy họ vươn lên và họ thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ. Cuộc đời và game nó có rất nhiều thứ liên quan đến nhau. Đương nhiên cuộc đời này rất khó, có rất nhiều thứ các bạn không thể làm lại được. Ví dụ có những người họ chơi game, họ luôn là người đi đầu, vì họ biết là nếu mà kể họ làm sao họ vẫn làm lại được.
Nhưng vào cuộc đời khi mà cái rủi ro quá lớn, khi mà họ nhận ra là mẹ nếu mà mình thất bại mình sẽ đéo có cơ hội làm lại, hoặc là cái cơ hội làm lại sẽ rất là mong manh, họ sẽ bị sợ, họ sẽ không còn là con người như mà họ trong game nữa. Thế nên là nhiều lúc họ ghét cái con người ở ngoài đời của họ, nhưng họ lại rất thích cái con người mà họ trở thành ở trong game. Đấy là lý do rất nhiều người trong chúng ta bị kẹt ở trong đó. Nhưng các bạn à, chẳng phải đây chính là cái game quan trọng nhất các bạn phải chơi sao? Dù các bạn muốn hay không, các bạn sẽ vẫn phải chơi cái game đó. Dù các bạn muốn hay không, đến một ngày các bạn cũng sẽ có một gia đình. Dù các bạn muốn hay không, đến một ngày tất cả người xung quanh các bạn cũng sẽ già yếu. Dù các bạn muốn hay không, thì rồi đến một ngày cũng sẽ có những người xung quanh họ cần bạn. Thì nếu sau 30 năm trời các bạn vẫn là một thằng ở level 1, thì các bạn nghĩ sự tồn tại của các bạn trong cái game này nó sẽ quan trọng tới đâu? Cái khả năng các bạn có thể dẫn dắt mẹ những người xung quanh bạn, như dẫn dắt cái clan của bạn trở trong game chẳng hạn, nó là bao nhiêu phần trăm? Các bạn thể làm được không? Hãy luôn luôn nhớ một điều, bởi vì nó khó nên nó mới đáng làm. Bởi vì nó khó nên nó mới có thể thay đổi được cuộc đời bạn. Thế nên đôi khi hãy nghĩ là điều gì là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Và dù là nó khó thì cứ làm nó đi. Và mình tin là clip này là clip khá là hoàn hảo để bắt đầu năm mới. Hãy chơi một game mới đi các người nha. Tạm biệt.